Em xin kính chào toàn thể các bác. Chào mừng tất cả các bác đến với kênh YouTube Dao Phúc Sen HD chuẩn dao cao bằng. Đến với kênh của em, các bác sẽ lựa chọn được những con dao được làm từ những thanh thép tốt nhất có tại xưởng hiện tại nhờ dòng chốt tăng, vòng bi UAT và IFA các bác nhé. Hôm nay em sẽ lên cho các bác một số mẫu mới như mẫu số 1, số 3, số 4 và các mẫu siêu phẩm như mẫu số 5 và số 6. Đặc biệt với mẫu số 7, nó là một cái con mèo cong cách tân. Thì bác nào ưng có thể đặt em một con hàng như vậy. Thì nãy giờ thì em cũng gói hàng, đóng hàng cho xỉ về cái dao bếp ấy, nên là hôm nay lên hàng cho tất cả các bác thì sẽ hơi muộn một chút các bác nha. Đấy, cụ thể đầu tiên con số 1 là một cặp dao chuyên cho các bác đi rừng hoặc trong nhà hàng cũng đều rất là hợp lý các bác nhá. Con này độ dài lưỡi rơi vào 26cm này. Có lưỡi cách an toàn này. Độ rộng phần bụng rơi vào 6cm, lưỡi dài 26 và độ rộng phần bụng rơi vào 6cm các bác nhé. Cán ốp phun tác, cán vân cẩm chỉ vô cùng là đẹp. Chốt 1, 2, 3, 4 đinh và có lỗ sò dây cho tất cả các bác. Đặc biệt cái dòng này nhé các bác, đặc biệt là cái con này có cái tay cầm rất là chắc chắn vậy đấy. Độ dày sống lưng 6 ly, bao chặt nặng cho tất cả các bác. Con này phải nặng đến 1 cân các bác nhá, 9 lạng, con này phải nặng đến 9 lạng. Bao chặt nặng cho tất cả các bác, chặt chân giò xương sườn ống lợn đi rừng đi phượt hay sử dụng trong gia đình nhà hàng cũng đều rất là hợp lý. Lưỡi rơi vào 26cm rồi các bác nha, nên cầm vô cùng là chắc chắn và đầm tay. Dòng thép hiện tại sử dụng là thép chốt tăng các bác nhá, dòng hiện tại sử dụng là dòng chốt tăng nên các bác vô cùng yên tâm về cái chất lượng và sản phẩm của nó. Bao giờ cái dòng chốt tăng nó cũng nhạy hơn, sắc hơn đấy, nên các bác cầm chắc mà mình ra lực, mình không cần phải ra lực quá nhiều bởi vì nó rất bén mà. Đấy, cái dòng chốt tăng là nó là như vậy các bác nha. Cán này em báo với các bác giá là 420.000 một con các bác nhá. Cán ốp phun tác, cán gỗ cầm chỉ, hiện tại hai con này em làm đang sẵn. Hôm nọ thì em làm trả khách thôi nhưng em sẽ làm sẵn hai con bởi vì đằng nào cũng sẽ có bác nào ưng một con như vậy, bởi vì con này là quá là chạy và dễ bán. Dễ nhiều bác ưng và sử dụng bởi vì cái độ cơ động của nó rất là cao. Ngoài ra trên cái thân dao này em có làm khoét một cái đường rãn tại điểm nhấm cho con dao, nhìn con dao nó đẹp sang mà tầm một cái phong cách riêng các bác nhá. Bác nào mà đi rừng mà vẫn muốn sử dụng ở trong gia đình mà chặt nặng được thì không thể bỏ qua con này cho em các bác nhá. Nhấn mạnh cho tất cả các bác, con này dày 6 ly, cầm rất là chắc chắn và đầm tay. Ít khi có dao nào mà em dùng đến 6 ly, chỉ bác nào chặt nặng thì sử dụng con này cho em các bác nhá. Đấy, còn qua thì mẫu số 2 này cũng là một con dao chuyên đi rừng. Đi rừng hoặc các bác chặt ra trong gia đình đều rất là hợp lý. Độ dày sống lưng 4,5 đến 5 ly, độ rộng phần bụng rơi vào 6cm, lưỡi dài 30cm và hơi vát. Vát như vậy thì để các bác mổ được, lọc được các bác nhá. Cầm vô cùng là chắc chắn và đầm tay. Các bác chú ý cho em, ở đây là có lá chắn đồng an toàn này. Có lá chắn đồng cho tất cả các bác, cầm chắc chắn và đầm tay. Cán gỗ cầm chỉ, cán ốp phun tác, chốt 2 đinh, vô cùng là chắc chắn các bác nhá. Con này em báo tất cả các bác là 395.000 ạ. Qua mẫu thì đến mẫu siêu phẩm của bên em thì trời hơi mưa một chút. Đấy, em giới thiệu với các bác hàng siêu phẩm của bên em, trời mưa quá các bác ạ. Đấy, một con Tanto lưỡi dài 30cm các bác nhá. Con này Tanto lưỡi dài 30cm này. Tanto 30cm, có cán bằng vỏ mun và gỗ cũng gỗ mun các bác nhá, cán vỏ mun. Nhìn rất là sang, vân trúc các bác nhá, cán mun mỏ mun vân trúc, có chốt đồng vàng ở đây. Có chốt đồng vàng cho tất cả các bác luôn nha. Khi cho vào vỏ thì con này tương đối là tuyệt vời và ưng ý. Hiện tại cái con này là hôm đầu tiên em ra mắt về cái con gỗ mun kiểu này các bác nhá. Lần đầu tiên em ra mắt con này luôn, tương đối là ưng ý các bác nhá. Tương đối là ưng ý với tất cả các bác luôn, lưỡi dài 30cm. Bác nào ưng thì chốt luôn cho em con này. Từ con này thì hiện tại là em đang làm trả khách rồi. Đấy, khi mà các bác đặt hàng thì em sẵn sàng làm theo yêu cầu của bác thôi và kết quả thành phẩm nó là như vậy các bác nhá. Bác nào ưng thì gọi điện chốt luôn cho em con này. Em báo giá với tất cả các bác là 720.000 các bác nhá. 720.000 cái con em đang cầm trên tay, lưỡi dài 30cm, độ rộng phần bụng rơi vào 3,5cm các bác nhá. Qua mẫu thì cũng là một con Tanto nữa nhưng mà con này thì lưỡi dài vào 28cm. Con này lưỡi dài 28cm các bác nhá. Vỏ cũng là vỏ mun luôn nhưng mà con mun này hơi đặc biệt một chút là nó sẽ óng xanh các bác nhá. Dòng mun này nó hơi óng xanh một chút thì tùy vào từng khúc gỗ thôi, khi mà mình cho vào nó sẽ là như vậy. Đấy. Con này em báo tất cả các bác là 690.000 các bác nhá. 690.000 con em đang cầm trên tay ạ. Đây. Quá là tuyệt vời và ưng ý đúng không ạ? Qua mẫu thì giới thiệu với tất cả các bác là mẫu số 5 thì nó là cái dòng siêu phẩm bên em. Siêu phẩm không để bỏ qua các bác nhá. Siêu phẩm để treo phong thủy hoặc đeo đi rừng thì đều rất là hợp lý. Con em đang cầm trên tay đây là một cái con Tanto lưỡi dài 26cm, độ rộng rơi vào 2,2 đến 2,5cm các bác nhá. Cán ốp phun tác nhưng mà đặc biệt đây là gì ạ? Chốt đa khâu đồng vàng và có hai
lỗ đồng vàng ở đây tạo điểm nhấn cho con dao. Đặc biệt ở phía sau dao là có ốp lá chắn đồng vàng, nhìn con dao nghiêng cũng rất là đẹp và sang các bác nhá. Cái độ sang trọng của nó phụ thuộc vào cái khâu đồng vàng ở đây này. Nói chung con này em lên quá là nhiều lần rồi mà hàng lúc nào cũng gọi là cháy xèo xèo luôn. Với bác nào mà yêu phong thủy thì không thể bỏ qua một con như vậy cho em các bác nhá. Yêu phong thủy thì không thể nào bỏ qua một con như vậy cho em luôn. Nếu mà nói về cái thông số phong thủy thì nó cũng rất là đẹp, 26, 22 đều là những cái con số đẹp trong phong thủy đúng không ạ? Còn nếu mà các bác sử dụng đi rừng, đi phượt, đi câu thì độ dày sống lưng 4 ly, bao chặt vừa cho tất cả các bác, không quá nặng. Nhưng bao chặt được những cái cây bằng bắp tay em này, xong chặt gà, vịt, xương sườn, chân giò lợn là quá bình thường trong tầm tay với của con dao này các bác nhá. Đấy, em cho vỏ một lần nữa để các bác chiêm ngưỡng kỹ được cái vẻ đẹp của con dao nó là như vậy các bác nhá. Con này em báo tất cả các bác là 860.000. Nó giá trị ở đâu, nó đắt ở chỗ nào? Là nó phụ thuộc vào ba cái tầng khâu đồng vàng nguyên khối ở đây và một lá chắn đồng vàng nguyên khối ở sau các bác nhá. Nên là cái con dao nó đương hiển nhiên là nó phải tăng giá trị lên. Đấy là điều bình thường. Còn những con như vậy, thì còn những cái con như thế này thì em báo giá tất cả các bác cũng chỉ 720.000 thôi ạ. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ có một tầng khâu đồng vàng thôi. Tính cho là như vậy. Đấy, cái giá trị của con dao nó phụ thuộc vào cái đồ mình độ lên các bác nhá. Nhìn nó rất là sang, nó ở điểm đấy. Nó vừa sang mà vừa xịn cho tất cả các bác luôn. Còn con lưỡi dài 30 mân này thì là em quá là hot hit và đi hàng tương đối là nhiều rồi. Từ cái ngày em ra mắt con này phải nói các bác rất là ưng và lựa chọn con này để treo phong thủy. Nhiều bác thấy đẹp quá không thể nào nỡ mang đi rừng chỉ để treo phong thủy thôi các bác nhá. Dao này là dao chủ yếu là để các bác yêu phong thủy thì mình mang về trưng, mình làm đẹp cho gia đình mình. Ngoài ra mình trừ những cái không tốt, không hay cho gia đình và mang điều tốt đẹp đến cho gia chủ, cho người sử dụng đúng không ạ? Con này em báo giá tất cả các bác là 899.000 các bác nhá. Con số 6 ạ, hiện tại em vẫn đang sẵn một con, nếu bác nào ưng thì gọi điện chốt luôn cho em về con số 6 nha. Còn con số 5 hiện tại em đang sẵn con này luôn. Bác nào gọi điện chốt thì em sẽ gửi con này cho bác này luôn nhá. Đến số 7 là một cái mẫu lọc cong. Con này thì là em thì là có khách đặt rồi, một cái con lọc cong. Đây, cả cái cán nó cũng hơi cong xuống một chút các bác nhá. Cầm thì chắc chắn đầm tay, độ dày sống lưng 5 ly, bao chặt nặng cho tất cả các bác luôn. Bác nào đi rừng mà muốn sở hữu sưu tầm dao và muốn sở hữu một cái con dao như vậy thì báo bên xưởng, bên xưởng làm cho các bác một con dao như vậy, vừa đi rừng được mà vừa để sưu tầm được các bác nhá. Con này báo tất cả các bác là 350.000 ạ. Đến qua mẫu thì giới thiệu tới tất cả các bác một con dao mèo có vỏ các bác nhá. Một con dao mèo chốt căng mài trắng có vỏ cho tất cả các bác luôn. Con này em báo giá tất cả các bác là 490.000 các bác nhá. Em xin lỗi, 390.000, cả vỏ sẽ là 440.000 các bác nhá. Em xin lỗi, con dao này có giá là 390.000, cả vỏ là 540.000. Đây, em cho vỏ cho tất cả các bác xem. Bác nào ưng thì chốt cả vỏ luôn cho em 540.000 cả vỏ như vậy, để các bác có thể đi rừng được rất là hợp lý các bác nhá. Đấy, lưỡi dài 30cm, độ dày sống lưng 5 ly, bao chặt nặng cho tất cả các bác rồi các bác nha. Cán gỗ cầm chỉ chốt 2 đinh đồng vàng và có lỗ xỏ dây cho tất cả các bác luôn. 540.000 cả vỏ các bác nhá. Đấy, hôm nay thì em lên hơi hàng hơi muộn cho tất cả các bác, thì mời các bác cùng ngắm nhìn lại những cái con dao mà hôm nay lên cho tất cả các bác. Các bác ưng con nào thì báo giá, báo em con đấy luôn để em để hàng cho tất cả các bác hoặc hẹn con mới cho tất cả các bác luôn nha. Rất là mong làm sao nhận được sự góp ý của tất cả các bác trong những cái video của em, và các bác tin tưởng ủng hộ thì đăng ký kênh, chia sẻ kênh và giới thiệu kênh tới các bác yêu dao trên mọi miền tổ quốc để mình cùng được thẩm dao, ngắm dao và đưa ra cho mình những cái lựa chọn phù hợp các bác nhá. Đến đây thôi, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video lần sau. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc các bác nhá. Em chào tất cả các bác ạ.